chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người xứng khác lạ. Anh yêu hát siêu. Ê chà, chủ nhật nhiều người xem quá ta. Hello mọi người, Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền ơi, lâu lắm mới thấy em gái nhảy vào xem livestream. Hello cả nhà, tối chủ nhật có đi đâu không? Hello Đạt, xin chào Đạt, chào My. Hello mọi người, tối nay chắc chả ai dám đi đâu chơi đúng không? Gọi tên em đi anh. Hello anh Ren. Hello Talon Ren. Rồi lại chớ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Xin chào cả nhà, tối chủ nhật cả nhà đang làm gì đó? Chào anh Lâm. Chào anh Lâm Thuận. Idol gọi tên em đi. Em gọi tên anh nãy giờ mà anh lên. Camop Branding. Diễn viên. Diễn viên người mẫu Branding. Yêu nước ở nhà em ạ. Đúng rồi mọi người ạ. Bây giờ đang dịch lắm cho nên là mọi người chịu khó ở nhà đi. Gọi tên em đi idol ơi. Rồi hello Khánh Linh. Hello Khánh Linh Nát. Suốt nghỉ nhậu, ngày nào thích nhậu. Chào chị Lúc. Chào em anh ơi, chào Lê Thị Anh. Hello mọi người, hello mọi người. Rửa điện thoại đâu ơi. Ok rồi, dạ qua đây rửa điện thoại. Tủ lạnh không có gì ngoài bia rượu. Nắng ấm tim em. Anh xài điện thoại gì đó? Em đoán xem. Đoán xem. Nhiều điện thoại nhiều cam. Một lần điện thoại nhiều cam. Tóc vui quá em ơi. Tóc em như nào mà vui quá ấy? Hơi nhiều tóc đúng không? Ôi quả này mà cách ly nữa thì chắc là tóc em rậm lắm. Hello Hoa Nhật Huỳnh. Đừng gọi tên chị đâu có gọi tên em. Em chưa gọi tên chị nha. Chưa hề gọi tên chị luôn. Hôm nay Sài Gòn mưa cả ngày nhỉ? Chắc là mọi người ở nhà không đi đâu chơi với cả còn dịch dùng nữa. Thôi tất nhiên là nên ở nhà mọi người ạ. Trong mấy ngày hôm nay thấy dịch nó căng quá. Mọi người chịu khó đeo khẩu trang đi đâu, đeo khẩu trang, rửa tay, các thứ. Giữ khoảng cách an toàn. Nếu mà không phải đi đâu quá. Dịch ở nhà nha Nam. Em lên từ chiều, anh có thấy em không? Có thấy em Trinh nha. Mọi người hãy như tôi. Dịch xong là... À đâu? Tôi chuẩn bị sẵn mấy thùng bia ở nhà rồi. Samsung A51. Samsung A51 không phải. Vô để đi nào, vòng do cái. Ơ chị buồn cười nhỉ? Lát chiều mà em nói đến đâu cái em với chị buồn cười đấy chị Lúc. Giữ gìn sức khỏe. Đúng rồi, cái mùa dịch này chỉ có ở nhà thôi mọi người. Mua 10 thùng bia chưa? Chưa mua luôn, nhà chưa có chỗ chứa. Mà 10 thùng bia sợ không đủ. 10 thùng bia ở nhà này uống chắc tuần là hết. Hello Tun. Xin chào Tun Phạm. Lâu lắm anh em không gặp nhau. Cho anh điện thoại đi á.
anh nhậu thắng em rồi, em cho anh cái điện thoại. Anh với em thi nhau nhậu đi, nếu mà em thua anh thì em cho anh cái điện thoại. Anh có tiếng em ơi lần cuối, để rồi đừng ai nấy đi nhà ai nấy về. Hello Linh Thi. Ô anh Hào xem vậy, anh Hào xem livestream. Uầy, 2K7 người xem rồi hả? Mọi người rảnh quá mà đúng không? Có những bạn thi xong rồi này. Ở 2K2, 2K2 thi xong chưa ta? Không nhớ nữa, 2K2 chưa biết thi xong chưa? Make up vô coi. Thôi anh ạ, để mặt mộc rồi, em để mặt mộc vào rồi. Để cho nó men. Make mủng gì, ở nhà make làm cái gì? Để sướng xương là rồi. Ok luôn. Chốt kèo nhau ok luôn. Hello mọi người. Mua bia chưa shop? Chưa kịp mua luôn. Chưa dám mua. Bây giờ mua về lại suốt ngày uống. Chắc là mai bắt đầu mua. Bắt đầu công bố. Ví dụ nếu như mà phải cách ly xã hội thì lúc đấy mua là vừa. Chào anh. Hello hello trưởng FC Hải Nam. Ôi nãy giờ chưa vô luôn, dạo đầu lâu ghê. Có chứ chị, còn hát hò nữa mà. Buồn cười ghê, đạo diễn thì buồn cười ghê. Gió mang đến câu chúc em bình an. Thấy mọi người bảo ở phố đi bộ Hà Nội chắc là đợt này vắng lắm ha. Thứ bảy chủ nhật mà vẫn vắng. Thôi, mọi người chịu khó một tí mọi người ạ. Chịu khó, bởi vì lần trước mình cũng cách ly xong rồi, cũng Việt Nam mình thoải mái, được đi đây đó làm việc mấy tháng rồi. Chẳng may nó lại bị bùng lên phát nữa. Mọi người hãy cố gắng vượt qua cái giai đoạn này. Tóc này nhìn cute quá. Thì tóc như là nhìn không cute. Hát bài chỉ vì quá thương em đi anh. Ôi lần nào livestream cũng hát bài đấy của anh à. Màu điện thoại đẹp thế. Đẹp không chị? Hello Thuận Nhi, yêu lâu lắm mới gặp ấy. Lâu lắm mới thấy mặt. Màu đẹp nhở? Màu này gọi là màu gì nhở? Màu xanh cố à? Không phải. Màu gì ta? Nó là xanh. Nó là xanh da trời ấy, kiểu nhạt nhạt một chút. Việt Nam từ tình yêu hoàn mỹ. Tim em trống vắng anh quá nè. Trống vắng quá nè anh. Bà lại còn vô vào thật thính nữa, bà Như. Hát đi anh ơi, hát đi. Hát đã, chắc để cuối livestream hát được không? Để tí nữa hát đi mọi người. Hôm nay anh không đánh phấn đó chứ ạ. Đừng đánh trắng quá anh ấy. Em để mặt bộc nha Dũng nha. Em lúc nào cũng mặt bộc mà. Không một chút phấn này. Đó. Mặt mộc luôn. Mày đi cắt tóc đi Nam ơi. Cắt tóc thôi chắc chẳng cắt nữa. Giữ nguyên luôn. Giữ nguyên. Nuôi tóc dài xem là nếu như hết mùa dịch thì nó sẽ đến bao giờ. Về Hà Nội chụp với tôi. Bỏ tôi lâu quá rồi. Lâu lắm rồi em không chụp ảnh á. Chị em mình chụp với nhau cách đây phải 3 năm rồi nhỉ. Phải 3 năm rồi. Anh tình yêu hẳn người ý. Hát hoa nở không màu đi anh. Anh chưa cất dễ thương luôn. Thôi bình thường hát nhiều toàn bị không được giao lưu với mọi người ấy. Hôm nay để hát cuối cùng đi. Màu điện thoại giống màu điện thoại em. Màu đẹp mà, màu này đẹp. Xanh ngọc, đúng rồi, gọi là xanh ngọc. Bây giờ mình nhớ ra màu này gọi là màu xanh ngọc. Em vừa vào livestream không hiểu gì luôn. Ôi hôm nay mọi người rảnh quá. Xem livestream liên tục. Đông người xem quá. Thì cái đông người xem quá đi. Đánh có mà. Hello Jason. Đó, thấy chưa? Có người khen mặt mộc nè. Ông Dũng, ông cứ bảo phải make vào, make mà, make vô. Chúng ta không nên lạm dụng quá vào trang điểm.
hãy để cho mọi người biết bộ mặt thật của mình để ra ngoài thi thoảng gặp nhau còn biết mặt nhau. Màu blue. Màu blue. Ờ đúng rồi, cái này gọi là xanh ngọc. Mới phát hiện ra cái màu này là màu xanh ngọc. Và mọi người có biết cái điện thoại này là điện thoại gì không? Nãy có người bảo là Galaxy A51 không phải. Bắt đầu vô vấn đề rồi mọi người ơi. Chịu thua vào lúc. Tôi chịu thua. Có tham gia tình yêu hoàn mỹ nữa không Hải Nam? Cái đấy thì anh chưa nói trước, anh không biết được. Bởi vì còn phải chờ dịch xong đã. Anh có quay xong các cái vlog các thứ rồi nhưng mà tự dưng dịch thì không biết thế nào. Khi em muốn xa rời nói thêm cũng bằng không. Em muốn kết thúc như thế này sao? Cái gì nhỉ? Anh ơi chúc 2K2 thi tốt đi. Ủa 2K2 chưa thi xong hả? 2K2 đang thi đại học đúng không? Cũng hơi xui tại đang thi trong đúng cái đợt dịch này. Thôi, chúc các em cố gắng giữ sức khỏe thật tốt. Nhớ giữ khoảng cách an toàn này, làm theo quy định của Bộ Y tế này. Rồi cố gắng ôn tập thật tốt để thi vào trường đại học mà bọn em đang có mong muốn, ước nguyện. Và sau này sẽ làm cái gì đó theo cái nghề của bọn em. Cố lên, phải thi thật tốt. Xong rồi hết dịch chúng ta lại được đi học, gặp bạn bè với nhau. Đây là Samsung Galaxy. Nhưng mà còn A mấy thì không biết. Đúng rồi, biết là A mấy. Của em là Galaxy A21S. Nó giống như... Không phải, dòng này không phải, không, dòng này cao hơn. Đúng rồi. Dòng này mới. Màu đẹp mà, màu này đẹp dã man. Màu này nổi da đấy chứ. Anh Nam hát thử bài nào nghe anh ơi. Thời gian giúp anh quên đi em đã từng là ai. Ngày nào em cũng bán điện thoại này anh ạ. Đây là Samsung Galaxy A71 mọi người ạ. Đây là một loại điện thoại mới của Samsung. Samsung Galaxy A71. Tôi cũng mới có nó trong tay. Chụp ảnh siêu đẹp, siêu nét. Thế poster mà không có biết khi nào chiếu. À chiếu chương trình Tình Yêu Hoàn Mỹ á. Tình Yêu Hoàn Mỹ thì không biết được đâu. Bởi vì cũng đang chờ dịch mà mọi người. Đợt này cũng hơi căng thẳng. Tôi giữ ngày ở nhà này. Xong rồi live stream với mọi người này. 2K2 chưa thi tốt nghiệp. Hình như anh tưởng là thi tốt nghiệp là thi tốt nghiệp xong lấy cái điểm tốt nghiệp để là vào đại học đúng không? Từ ngày em nói ta hết rồi. Có người vừa rủ mình nhậu à? Ok. Rồi ok, chốt đơn nhậu. Live stream xong nhậu. Samsung A71. Đúng rồi, Samsung Galaxy A71 màu xanh ngọc nha mọi người. Và cái này có rất nhiều tính năng chụp ảnh luôn. Đó. Nói chung là đợt vừa rồi trước khi có dịch thì Nam cũng có hay chịu khó đi cà phê, cà pháo. Thì cũng may có con này rồi là chụp ảnh nó sống động hơn. Chụp được nhiều các khoảnh khắc đẹp hơn. Và kiểu như là bình thường ấy thì nếu như mà bạn chụp ảnh mà cứ phải chụp mấy cái khoảnh khắc, cái khoảnh khắc động ấy, như kiểu bước đi hay là cái gì ấy, thì mình chụp bằng điện thoại thì nhiều khi nó chậm hơn. Nhưng mà con A71 này nó có cái tính năng là chụp một chạm. Đó. Con A71 có tính năng chụp một chạm. Nó là single take. Tức là mọi người chỉ cần chạm vào khoảng 3 giây đến 10 giây là mọi người sẽ có khoảng 10 bức ảnh khác nhau với cả 4 dạng video. 10 bức ảnh và 4 dạng video với các định dạng khác nhau này, như kiểu đen trắng này, sáng màu hơn này, tối màu hơn này. Đó. Nó khá là nét.
Anh ơi, nhìn anh giống người Hàn Quốc quá. Anh giống người Hàn Quốc quá. Không, có mình tưởng mà anh người Việt Nam. Mọi người sao có vẻ so sánh người Hàn Quốc thì người Việt Nam cũng đẹp mà. Nhiều người Việt Nam rất là đẹp. Nghe nói anh Nam dự trữ tận 10 thùng bia. Đúng rồi, anh phải dự trữ bia. Không biết mọi người đam mê cái gì nhưng mình hơi đam mê nhậu. Thực ra nhậu nó vui vui thôi, gọi là sương sương vui vui, gọi là ngồi thì nó dễ nói chuyện với nhau hơn, thì kiểu như là có tí men mà thì nó thoải mái hơn để mà chia sẻ với nhau đó, chứ không phải nghiện ngập gì đâu. Nụ cười chết người. Thực ra mình cười không đẹp mấy mọi người ạ, mình mặt lạnh đẹp hơn mặt cười. Làm chi em mơ. Ôi sao mình nhạc nhỏ thế. Chúc em thi tốt. Ôi này, này chúc rồi à, chúc một lần nữa nhá. Chúc các bạn 2K2 này chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học là luôn giữ sức khỏe tốt này, luôn tập trung ôn tập này, và sẽ thi đạt được một kết quả cao. Tháng sau mua cái điện thoại cặp với người yêu mới được. Ok là có tiền có điều kiện là chiến thôi, bởi vì cái nó cũng đẹp mà, màu xanh xanh ngọc này khá là đẹp. Nếu bạn nào mà trắng nhá, nó còn hợp da nữa ấy, rất là sáng da luôn ấy. Trời nào, chúc buổi tối thật vui. Rồi, mùa dịch có khác mọi người chịu khó ngồi xem livestream đồ ha. Ở trong Sài Gòn hôm nay thì mưa cả ngày, được ngày chủ nhật mưa cả ngày. Xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai lỡ sai. Đúng rồi, cái này là Samsung Galaxy A71. Thì là nó có các cái tính năng chụp ảnh rất nhiều mọi người ạ. Và đặc biệt nó có tính năng chụp ảnh là chụp một chạm. Thì là bình thường nếu như mà mọi người phải hoạt động ấy, mọi người chụp với cái cảnh lúc mà mọi người phải hoạt động, thì là nó sẽ khó bắt ấy, nó hay bị nhòe. Nhưng mà cái Samsung Galaxy A71 này nó có tính năng chụp một chạm, nó là single take. Mọi người chỉ cần chạm một cái, xong mọi người sẽ tạo các cái dáng, các kiểu dáng khác nhau liên tục. Thì nó sẽ cho bạn 10 kiểu ảnh và cho 4 video với cả các cái bức hình khác nhau ở các cái trạng thái khác nhau, ví dụ như kiểu đen trắng này, bức ảnh sáng hơn một chút này, rõ nét hơn một chút này, bức ảnh tối hơn một chút này, đó, nó có khá nhiều để mình chụp thử cho mọi người xem nhé. Chụp thử này. Tất cả là thiên ý nên tình đành phải dỡ ra. Tôi chụp hộ, chụp cho mọi người xem thử. Đó. Chụp một lần, quay một lần, nó sẽ ra được rất nhiều. Nó ra được rất nhiều này, sáng hơn này, ảnh vừa màu này. Đó, sáng màu hơn này, đó. Nó có rất nhiều kiểu mọi người ạ. Nè, rất nhiều luôn, đen trắng này, quay clip này, có các clip này. Đó, 4 kiểu clip định dạng khác nhau. Hay vết, cái này nói chung là mọi người là lúc mà hoạt động chụp ảnh ấy thì nó sẽ không bị nhòe. Nay đổi nhạc qua Bolero rồi. hát Bolero hơi bị hay á. Tí nữa hát, đúng rồi, tí nữa tôi hát Bolero cho xem. Buồn lắm chị em ơi. Hello chị Bạch My.
Bạch My và Lê Hùng bình thường là hay đi với nhau. Bạch My vô rồi, chưa thấy Lê Hùng đâu. Hello Hoàng Anh. FC từ nước Lào nhé anh Nam. Ui, từ bên nước Lào luôn hả? Thế cả. Chào em một lần đi anh Nam. Hello Thư Thư. Ok đẹp nè, mang qua tặng chị đi em. Ok em sẽ mang qua tặng chị nha. Chị cứ chuẩn bị tiền đi em mang qua tặng chị. Chị cứ chuẩn bị tiền đi. Em biết chị nhiều tiền mà. Anh Nam hát em nghe với. Hát Bolero anh ơi. Ok sau livestream, cuối livestream Hải Nam sẽ hát tặng mọi người thử. Thử Bolero. Bởi vì bình thường ngày xưa cũng hay nghe mình, hồi trước mình hay nghe anh Hoài Lâm hát, hát live luôn ấy. À, cũng biết một số bài live Bolero, tí nữa thử hát cho mọi người nghe. Khi mình thường hát nhạc trẻ nhiều, quen rồi đúng không? Ủa, bài gì hay ấy? Cái điện thoại đẹp quá, nó mỏng. Màn hình 6,7 inch nữa, rất là rộng. Màn hình rộng. Màn hình siêu rộng mọi người ạ, 6,7 inch. Nó sát với viền à. Thích phết, cầm mỏng dính, nhẹ. Xem live từ đầu đến giờ mà chưa thấy anh chào em. Hello Linh Phạm. Anh chào em. Anh Nam hát chỉ vì quá thương em. Chỉ vì quá thương em hát nhiều rồi. À sắp tới này Nam sẽ ra mấy hôm nữa, Nam sẽ ra bản remix bài chỉ vì quá thương em cho mọi người nhá. 2k1 view rồi. Hôm nay còn 2k8 view cơ. Chắc là mọi người thấy vào xem một lúc, mọi người thấy chuẩn bị tạnh mưa đi chơi chẳng hạn. Ảnh đẹp mà, ảnh đẹp thật sự. Một chạm được hẳn 10 bức ảnh với các cái khung hình khác nhau này, các cái trạng thái khác nhau này, 4 cái clip khá ok la, lại còn màu xanh ngọc nữa, đẹp nữa. Nếu như mọi người mà muốn chụp nhóm ấy, đi đâu mà chụp cho nhau ấy, con này có con này rất là ok. 4 cam, mỗi cam có một cái sự khác biệt khác nhau, có một nét đẹp riêng này. Rồi là nếu như mọi người thích thì là nó sẽ kiểu chụp động cho mọi người, xong có clip để đăng Instagram, đăng Facebook, đăng story này rất là nhiều. Ô bài hay thế nhỉ? Bài mới có xuống gì à? Comment nãy giờ bị chơi hết rồi. Hình như là bình thường là lúc mà mọi người comment lúc đấy là ở tại cái thời điểm đấy là Nam chưa có đọc được. Phải thì nó sẽ hình như sẽ chậm hơn khoảng mấy giây thì phải. Tóc dài quá rồi. Hết dịch chắc là dài ngoằng ra quá, chắc buộc được luôn quá. Đó. À, con này ngoài chụp một chạm ra nó còn có tính năng chụp macro đó mọi người ạ. Ngoài chụp một chạm, tính năng chụp một chạm thì nó còn có tính năng macro. Đó, khá là ok này. Đây này có ảnh luôn này. Tức là chụp rõ nét luôn mọi người ạ. Ví dụ như những ai mà thích, có sở thích chụp hoa quả mà chụp kiểu cận cảnh ấy, chụp rõ nét tại một điểm nhỏ này, xong rồi blur blur xung quanh ấy. Đó, ví dụ như này. Đó, đây là người ta chụp dâu này, chụp hoa này. Đó, chụp cái xương rồng này. Ui, rõ cả gai xương rồng nữa. Ui, rõ nét thôi mọi người này, rõ từng cái giọt nước này. Ui, cái này nét dã man ấy. Ok là đưa quả điện thoại. Ok là sao anh không nhuộm tóc cho đẹp ạ? Anh chắc anh chỉ chơi tóc đen thôi, bởi vì là anh ngại nhuộm tóc với cả tẩy tóc lắm. Nó bị hại tóc, nó hư tóc, cho nên là chỉ chơi tóc thật thôi, chơi tóc đen thôi.
Ngày xưa có tẩy một hai lần là bởi vì do công việc thì phải tẩy. Nhưng mà mỗi lần tẩy xong thì nó kiểu như là cái tóc nó bị hỏng ấy, nó bị sơ, thế là không, nó bị hại tóc quá, thế là không tẩy nữa, quyết định không tẩy nữa. Thế là từ đó chỉ chơi tóc đen thôi. Cùng lắm là nếu như sau này có thay đổi một chút thì cùng lắm là nhuộm màu nâu hơi nâu chầm chầm một xíu hoặc như nào đó. Đó, thế là điện thoại này ngoài chụp camera. Ôi, camera trước của nó xịn mịn hết mọi người ạ. Chụp như kiểu chụp app vậy. Đó, ngoài chụp một chạm ra thì nó còn có chụp macro này. Chụp macro này, đó. Chụp macro này, chụp toàn cảnh này, chụp thức ăn này, chụp ban đêm này. Rất nhiều luôn mọi người ạ, còn chụp xóa phông các thứ nữa. Hay cái rất nhiều luôn, rất nhiều tính năng luôn. Cái này mà đi du lịch chụp thì thôi rồi. Đó, chụp còn chụp xóa phông light focus này. Xong rồi bộ 4 camera sau 64MP. Điện thoại ok, ngon, sao lại còn đẹp nữa, mỏng. Màn hình 6.7 inch. Và cái Samsung Galaxy A71 này còn là chỉ có chiếc Samsung Galaxy A71 này là mới chụp được một chạm. Ừ đúng rồi, chỉ có Samsung Galaxy A71 mới chụp được một chạm thôi ạ. Đây là công nghệ chụp một chạm tiên phong đầu tiên của Samsung Galaxy A71 á. Vừa chụp một chạm đẹp này, chụp macro rõ nét từng tí một này, rõ cái lỗ chân lông này. Đó. Các thứ. Chụp xóa phông light focus này. Chụp light là chụp động á. Hay. Gọi cho nên là Samsung Galaxy A71 là một chiếc điện thoại tốt nhất về phân khúc. Là hợp lý. Đúng thật. Màn hình 6.7 inch Super AMOLED. Ảnh đẹp thật sự. Nhậm đâu ạ? À? Nhậm ở nhà Nhậm chứ sao? Lại hỏi ở nhà anh. Đây là ở nhà anh mà. Nhậm ở nhà Nhậm chứ. Hello Huyền. Xin chào Hạnh Thi nè. Chào Nguyễn. Chào Yến Nhi. Ok, lát nữa anh sẽ hát cho mọi người nghe. Lát nữa hát bolero luôn. Cuối livestream sẽ hát bolero. Sẽ hát một bài gì đó. Để tí nữa, lát nữa phải nhớ đó, không quên mất rồi. Ui idol. Ui idol top 1 trending MV. Diễn viên trending Vũ Thị Thanh Huyền vào xem livestream của tôi. Cuốn lấy sai trái đến khi bơ nơ, ngại hỏi tương lai, chẳng cần một ai nữa. Màn hình 6.7 inch, full màn hình, ui, kéo full màn hình luôn, nét căng, Super AMOLED, rộng thực sự. Cái này mọi người chụp ảnh mà chụp nhóm ấy, nó chụp được đông luôn ấy, chụp đông người luôn ấy. Này phải chụp được 7 người và một không biết. Sát mặt vào 7 người rộng. Để Nam để tôi dùng điện thoại này tôi mở thử bài hát của tôi xem sao nhé. Để dùng điện thoại Galaxy A71 6.7 inch màn hình mở thử bài hát của tôi xem.
chùm ảnh video khoảnh khắc yêu thích nhất chỉ với 3 đến 10 giây đó. Mọi người nhớ nha, cú pháp là A71 dấu cách, câu trả lời dấu cách, số may mắn. Số may mắn của bạn là gì? Số may mắn của tôi là gì ta? Hình như số may mắn của tôi là số 7. A71 dấu cách, câu trả lời dấu cách. Vậy tại sao yêu mà ta đã từng ước cao? Đó mọi người, đó là câu hỏi đầu tiên này. Và đến câu hỏi tiếp theo. À quên mất câu trả lời. Câu trả lời của câu đầu tiên nó là chụp một chạm, hoặc là nếu như mọi người viết thành single take thì cũng được. Mọi người hãy ghi là chụp một chạm hoặc là single take. Nhớ là cú pháp A71 dấu cách, câu trả lời dấu cách, số may mắn của bạn. Bạn nào trả lời nhanh nhất, số may mắn cái số may mắn đấy hợp nhất thì bên Samsung Galaxy sẽ gửi tặng cho mọi người chụp một chạm Samsung 52. Rồi, đến câu hỏi tiếp theo này. Nói chung là cái công nghệ chụp tiên phong một chạm của Samsung Galaxy A71 này thì giúp người dùng có được nhiều cái ảnh và video nhanh hơn trong một cái khoảnh khắc từ 3 đến 10 giây. Tức là mọi người sẽ có thể là chụp ảnh cái kiểu vừa hoạt động ấy thì nó sẽ giữ được cho mọi người rất nhiều các cái trạng thái, các cái tư thế đẹp này mà không bị nhòe ảnh. Và mọi người lại còn có clip để up story Instagram đồ. Ok, câu hỏi thứ hai. Khi nói đến camera có khả năng bắt chọn mọi vẻ đẹp nghệ thuật của từng chi tiết trên các vật thể nhỏ thì mọi người có thể cho biết đó là camera gì? Nam nhắc lại nha. Khi nói đến camera có khả năng bắt chọn mọi vẻ đẹp nghệ thuật từng chi tiết trên các vật thể nhỏ nhất thì mọi người cho Nam biết là đó là camera gì? Nhớ cú pháp A71 dấu cách, câu trả lời dấu cách, số may mắn của bạn. Đó. Nhắc lại lần cuối này, câu hỏi này. Khi nói đến camera có khả năng bắt chọn vẻ đẹp nghệ thuật của từng chi tiết trên các vật thể nhỏ thì mọi người cho Nam biết đó là camera gì? Uầy, trả lời đúng khéo mà đúng số may mắn nữa. Như được một cái điện thoại thì mọi người ạ. Được tặng điện thoại này, Samsung Galaxy A71. Điện thoại này màu xanh đẹp ghê nhở. Màu này đẹp mà, màu xanh ngọc đẹp ra man. Rất là nổi da, mỏng nhẹ. Và câu trả lời là câu trả lời của mình là camera macro chụp cận cảnh. Camera macro chụp cận cảnh. Nếu mà nãy giờ bạn nào chưa nói, tôi trả lời này viết mà đúng là ấy này. Nhớ nhá, A71 dấu cách, câu trả lời dấu cách, số may mắn. Đó là camera macro chụp cận cảnh. Thì đây là một tính năng đột phá của Samsung Galaxy. Có thể bắt chọn những cái vẻ đẹp chi tiết nhất. Như kiểu nãy Nam zoom lên cho mọi người ấy, thì nó có từng cái, nó sẽ rõ từng tí một ấy, kể cả ví dụ như cây xương rồng ấy sẽ rõ từng cái gai của xương rồng này, giọt nước đọng trên cái gai đấy, rõ nét luôn. Xong nó blur xung quanh ấy, nhìn rất là đẹp. Cái đấy mà chụp mặt xong rồi blur xung quanh khá là ok la. Ok, câu hỏi thứ ba. Mọi người cho Nam biết là sau bộ 4 camera sau của Galaxy A71 thì sở hữu bao nhiêu MP? Mọi người cho Nam biết là bộ 4 camera sau của Samsung Galaxy A71 sở hữu bao nhiêu MP? Ấy vẫn như xưa nhưng hôm nay thiếu một người. Mọi người hãy nhớ là luôn viết với cú pháp A71 cách dấu cách câu trả lời dấu cách số may mắn. Câu hỏi mình nhắc lại câu hỏi thứ ba này. Mọi người cho Nam biết là bộ 4 camera sau của Samsung A71 thì sở hữu bao nhiêu MP? Lúc nãy mình có nhắc rồi. Chờ mãi một người thế gian này những yêu thương luôn có rơi. Ok, camera chụp cận cảnh xong rồi.
với cái camera macro cũng xong rồi. Đây câu hỏi khác rồi mọi người. Hay là do mình bị chậm hơn mọi người nhỉ? Nhớ nhá. Ờ, có bạn trả lời đúng rồi á. Đúng là chính xác, nó là sở hữu 64 MP nha mọi người. Đó, nhưng mà nó còn số may mắn nữa mà. Chắc thì đã đấy. Đó, nó là với bộ 4 camera sau của Samsung Galaxy A71 thì là nó sở hữu là 64 megapixel. Đó, thì có thể chụp xóa phông này, chụp góc rộng này, chụp hình căng đét nét này, nói chung là đẹp. Ok, đến câu hỏi thứ tư này. Hai câu hỏi nữa. Quả pin xịn sò trên Galaxy A71 sở hữu dung lượng bao nhiêu? Sở hữu dung lượng bao nhiêu mọi người? Quả pin xịn sò. Ủa, hình như cái lúc nãy mình chưa giới thiệu mọi người thì phải, nhưng mà chắc là sẽ có bạn biết. Quả pin xịn sò trên nói chung là pin của Samsung Galaxy A71 này nó sở hữu về dung lượng là bao nhiêu? Đó. Mọi người hãy nhớ sẵn cú pháp là A71, dấu cách câu trả lời, dấu cách số may mắn. Thì cái này hình như lúc nãy là Nam chưa có giới thiệu mọi người về cái dung lượng của pin của cái Samsung Galaxy A71 này. Thì bây giờ Nam giới thiệu rồi, Nam câu hỏi như thế luôn. Bạn nào mà nhanh tay trả lời là đúng số may mắn. Ôi, có bạn trả lời đúng kìa. Đúng là 4.500 luôn mọi người ạ. Dung lượng của nó là 4.500. Ví dụ như bình thường là mọi người hay có cái cục sạc dự phòng ấy, nó ở trên nó hay ghi là 10.000 này. Đúng rồi, 10.000 mAh. Đúng rồi, nhiều bạn đúng phết rồi đấy. Ok. Thì nói chung là với cái pin này thì mọi người bình thường Samsung luôn là một dòng điện thoại mà pin rất là trâu, rất là khỏe và bền nữa. Mọi người chơi game các thứ thì nó sẽ không sợ bị tắt nguồn hay đang chơi thì phải sạc các thứ. Đó. Thì đại loại là pin rất là khủng, pin trâu. Quả này mà đánh Liên Quân thì thôi rồi. Ok, câu hỏi cuối cùng mà chúng ta chuẩn bị sắp đến phần hát hò nào. Và câu hỏi cuối cùng là chiếc màn hình tràn viền vô cực sở hữu công nghệ Super AMOLED này của Samsung Galaxy A71 thì là nó rộng khoảng bao nhiêu inch? Ui, cái này lúc nãy nhắc hoài luôn ạ. Chiếc màn hình tràn viền vô cực sở hữu công nghệ Super AMOLED của Galaxy A71 thì nó lớn khoảng bao nhiêu inch? Rộng khoảng bao nhiêu inch? Đó. Rất là rộng luôn mọi người. Samsung Galaxy A71 tay cầm này, đã vừa tay. Rộng bao nhiêu inch? Câu hỏi cuối cùng, đó là câu hỏi cuối cùng. Bạn nào trả lời nhanh nhất, đúng cú pháp nhất và có số may mắn hợp lý nhất thì sẽ được nhận một phần quà của Samsung, từ Samsung Galaxy. Và biết được đó lại là một cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71 xịn sò. Mọi người hãy nhớ là câu trả lời sẽ phải có cú pháp là A71, dấu cách câu trả lời, dấu cách số may mắn của bạn. Ok, là đếm 5 giây cuối cùng này và chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. 5 4 3 2 1. Ok, và chiếc Samsung Galaxy A71 này sở hữu với cái màn hình công nghệ là Super AMOLED 6.7 inch. Màn hình rất là rộng mọi người ạ. Màn hình rất là rộng luôn. Nè, tôi sẽ cho mọi người xem. Màn hình nó tràn viền rất là rộng. Hình động luôn. Màn hình tràn viền 6.7 inch. Và đó là 5 câu hỏi mình hỏi mọi người. Và nếu như bạn nào trả lời đúng, có số may mắn hợp lý với cả bên chương trình bốc, thì bạn đó sẽ được gửi một phần quà từ bên Samsung tới bạn. Bên Samsung sẽ liên hệ trực tiếp với mọi người để gửi một phần, gửi tặng phần quà đó với bạn. Và sau đó, như lời hứa của mình từ đầu chương trình là mình sẽ hát gửi tặng mọi người một ca khúc Bolero. Rồi, Bolero. Thì theo như nguyện vọng của mọi người lúc đầu, hát Bolero. Rồi, Bolero đồ. Hát bài gì ta? Bolero, bài phút cuối có phải Bolero không ta?
phút cuối mình sẽ hát phút cuối, hát chắc cho hát chung với cả Hoài Lâm nhé, bởi vì không thuộc lắm. Phút cuối Hoài Lâm. Ui, nói chung là giọng anh Hoài Lâm hát đỉnh lắm, hát cao, hát đỉnh. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Người ok rồi. Rồi, bây giờ hát chay này. Bolero, bài này là bài phút cuối đúng không? Rồi này bật beat luôn cho nó chất lượng. Beat luôn. Phút cuối này. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Đông Nam. Ủa. Bằng Kiều. Ui. Bài hát bằng Kiều. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai. Biển xanh vẫn xanh, người đi sao đành. Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ mới được gần nhau. Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho em, hay lệ này cho anh, khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc. Đêm cuối cùng bên nhau, biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bên. Biết em sẽ buồn là mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiễn anh về nơi cuối đời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Ok, rồi. Đó là món Bolero. Đó, mọi người thấy hát Bolero nào? Được không mọi người? Dăm ba cái dòng nhạc, dòng nào tôi cũng chơi được hết. Đó, như lời hứa mọi người nhá. Đó là hát một ca khúc Bolero. Và sau đây, tôi sẽ cầm chiếc Samsung Galaxy A71 này làm micro, với màn hình 6,7 inch, màn hình cực rộng. Đó, với lại tính năng đầu tiên chụp một chạm, tính năng chụp macro. Sau đây sẽ hát ca khúc tiếp theo. Mọi người sẽ muốn hát bài gì với cái micro Samsung Galaxy A71 này của tôi, màu xanh ngọc, ánh hình như có cầu vồng nữa này. Hát bài gì mọi người? Chỉ có thương em hát nhiều quá. Vì anh thương em, hát Bolero hay à? Hay là chuyển qua dòng nhạc Bolero hả mọi người?
Sau đây sẽ là một ca khúc tiếp theo, không biết là ca khúc gì hát bây giờ. Bồn làm chi em ơi, ở chót rồi nhờ, hát nốt bolero. Anh có hát được dân ca nhà cổ cánh, hát mấy cái bài gì? Anh ơi hát bài gì trong chương trình Cứu Hỏa Chiến á? Bài đấy là bài Daydream, từ khi quen em anh đã mơ. Bài đấy phải vừa hát vừa nhảy các mọi người ạ, nó mới bốc. Ok, tường đẹp quá nhờ. Tường em set up mà sao không đẹp được. Hoa nở không màu thì hôm trước mình livestream mình cũng hát rồi. Chỉ vì quá thương em, bài của mình thì mình cũng hát rất nhiều rồi. Và sắp tới này mình sẽ ra một bài mình ra remix trước. Ra bài remix về bài Chỉ Vì Quá Thương Em của mình trước. Ở đây hát về gì nhỉ? Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào bới so mi. Ở hát bài đấy nhá. Buồn làm chi em ơi, cũng của anh Hoài Lâm luôn. Buồn làm chi em ơi, hình như nó cũng hơi dòng bolero thì phải. Buồn làm chi em ơi, cao thế. Trời, cao trời. Sau đây là ca khúc Buồn làm chi em ơi. Phải vui lên, dịch cũng phải vui lên, ở nhà cũng phải vui lên mọi người. Ô, chết rồi, vào nhạc, sorry. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cầu sáng ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lơ làng. Tiếc một đời sơ sát ngỡ ngàng, chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phú vàng cho hoa kia úa tàn. Thương số kiếp bé bàng, rồi cứ tránh mình qua. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai lớn,
gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thơ dài. Buồn lắm chi em ơi. Đúng không? Hay nào? Rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Buồn lắm chi em ơi. Lại lại thế. Một tiếng thơ dài. Nói chung là bản phối mà. Bài khá là cao. Đây là một bài cũng của anh Hoài Lâm. Bài cũng phải khá là hit. Hơn 2 triệu view. Ok, và sau khi hát xong hai ca khúc cũng khá là hơi cao cao một chút. Thì giọng nó cũng hơi the thế một chút mọi người ạ. Ngô Tổng này yêu đời quá ạ. À. Hai tông luyến lấy quá nè. Giọng anh cũng là giọng nam cao. Ôi, lại biết luôn này. Em mà anh đã biết là tình yêu này chẳng cần thiết. Em cần nơi chứ không phải anh kế bên. Em đừng giữ lại anh khi trái tim vun vỡ trở lại. Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây? Ôi lâu lắm không hát bài này. Em đã vừa ghi hôn ai gần kề bên tai tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say, chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hoa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ cả hai hoài tương lai. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước giả vờ. Bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Sự thật là chỉ mỗi em, hết thương cạn nhớ. Ok. Và đó là ca khúc cuối cùng kết thúc cho buổi livestream ngày hôm nay của mình. Cảm ơn cái mic Samsung Galaxy A71 này đã đồng hành cùng với tôi. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với tôi trong khoảng thời gian livestream vừa rồi. Thiệt là vui có đi đó mà. Ok, và hy vọng rằng là trong cái khoảng thời gian dịch này thì là mọi người hãy cố gắng giữ sức khỏe. Đừng chủ quan vì là Nam thấy trong mấy ngày vừa rồi là tăng cái lượng người bị dịch nó tăng đột biến ấy. Nên mọi người đừng có chủ quan, hãy cố gắng giữ sức khỏe của mình. Hạn chế đi ra ngoài đường. Nói chung là đi chơi thì mình nghĩ là trong khoảng thời gian này đừng có đi chơi. Nên ở nhà đi. Gọi FaceTime livestream với nhau này, mua con Samsung Galaxy A71 này về đó, chụp hình tại nhà này, selfie với nhau rồi gọi FaceTime với nhau các thứ đồ, gọi mét với nhau ấy, gọi camera với nhau á. Đó. Thì là mọi người hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang đi ra ngoài đường, giữ khoảng cách an toàn này, luôn luôn xem tin tức về thông báo và giữ sức khỏe mùa dịch này. Chúc cho các bạn 2K2 thi thật tốt khoảng thời gian tốt nghiệp của mình này, thì và đỗ được trường đại học mà mình mong muốn đó. Đó, và ngày hôm nay thì mình cũng đã hát được những bài Bolego cho mọi người nghe lúc cuối rồi ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem livestream của Hải Nam. Cảm ơn cái mic Samsung Galaxy A71 đã đồng hành cùng mình trong những nốt cao của bài của anh Hoài Lâm nãy giờ. Đó, mọi người hãy nhớ nhá, Samsung Galaxy A71. Đó, màn hình rộng 6,7 inch, Super AMOLED. Đó,
4 camera 64 megapixel, dung lượng của pin là 4500 mAh. Sương sương vậy, đại loại sương sương vậy. Chụp ảnh macro này, xóa phông này, cận này, rồi là chụp chạm một chạm này, rồi là tất cả. Thực sự là con này là con rất xịn và cái màu này rất là ưng, nhất là với các bạn nữ, rất hợp với các bạn nữ. Và cảm ơn mọi người đã xem livestream của Hải Nam tối nay. Một buổi, chúc mọi người có một buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ với mọi người, bên gia đình và người thân. Nói đoạn tính chung đi ăn thôi em. Hoài tính chung luôn á. Ok, chia sẻ mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các livestream sau. Chào mọi người, xin chào. Buồn làm chi em.